Lúc nãy tôi đi ở trên đường ấy thì tôi cứ tưởng là một cậu bé người nước ngoài nào đó. Nhìn mắt của nó là mọi người ơi, mắt kiểu mắt xanh ấy. Anh có nghĩ là nó đang bị cái gì không ấy? Lần đầu chị gặp ấy thì chị có nhìn nó sợ không? Các bạn thân mến, hiện nay Tú đang có mặt tại bản Hà Giáo Cồ thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Và trên đường mình đi thì mình có bắt gặp một cậu nhóc khá là đặc biệt. Cậu nhóc hình như là bị bạch tạng hay như thế nào đó. Thì bây giờ mình và các bạn hãy cùng nhau đi vào đó để hỏi chủ nhà xem nào cậu bé bị như thế nào nhá. Lúc nãy mình đi ở trên đường này thì mình có bắt gặp một cậu bé khá là đặc biệt. Đây, em chào anh. Chào các con nhá. Đây. Cậu bé này nhìn rất là khác so với những đứa trẻ cùng tuổi. Nhìn kiểu bị không biết bị bạch tạng hay là bị gì. Đây. Chú xem tay xem nào. Đây có phải con của anh không? Hả? Đây có phải con của anh không? Không phải. Không phải con của anh à? Thế đây là con của ai? Của cô à? Nhà nó ở chỗ nào ạ? Nhà bên kia. Nhà bên này à? Nó sang đây nó chơi đúng không? Hả? Nó sang đây nó chơi à? Không. Thì nó đi đâu ấy? Đi. Nó đi đâu anh? Đi cày rồi. Đi cày à? À. Đây. Mình mua con này. Đi vào trong nhà này cho mát đi anh. Đi vào đây. Đi vào đây chú xem nào. Đây nhìn nó rất là đặc biệt mọi người nhá. Lúc nãy tôi đi ở trên đường ấy thì tôi cứ tưởng là một cậu bé người nước ngoài nào đó đi theo anh chàng này cơ. Nhưng mà không phải, đây là người ở đây nhá. Thằng cu này người Mông anh. Người Mông rồi. À, thằng này là người Mông à? Đây, nhìn mắt của nó là mọi người ơi, mắt rất là kiểu mắt xanh ấy, xanh biếc luôn. Đây. Nhìn rất là đặc biệt nhá. Tay chân trắng hết này. Như người nước ngoài luôn mọi người ạ. Con biết nói không? Biết nói à? Con chào chú đi. Chào chú ạ. Đấy, có biết nói. Nó hiểu tiếng Kinh không anh? Hả? Có hiểu tiếng Kinh không? Có nhỉ? Có. Hiểu tiếng Kinh ấy, ngoan ấy. Tóc rồi. Tóc màu vàng nhá mọi người nhá. Tóc màu vàng, da trắng bệch luôn. Da trắng từ trên xuống dưới này. Đây. Da trắng từ trên xuống dưới luôn. Nhìn rất là lạ này. Đấy. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi. Con 6 tuổi à? Con tên là gì? Giamino. Giamino à? À. Thế bố của Nô là tên là gì? Giả Mỹ Trạ. Giả Mỹ Trạ à? Thế bố mẹ nó có như này không anh? Có giống da trắng giống như này không ấy? Không. Không à? Vẫn như người bình thường thôi. Nhưng mà lại sinh ra một cậu nhóc rất là đặc biệt như thế này. Rất là lạ luôn nhá. Nhà con ở chỗ nào? Nhà ở bên kia đây. Nhà bên kia. Thế đưa chú về nhà được không? Đưa chú về nhà chơi được không? Bố mẹ nó có nhà không anh? Cậu ở nhà rồi. Không có nhà. Không có nhà. Đi đâu hết? Đi cả đấy hết. Đi cày hết rồi. Đây. Còn hai em nhỏ này, con tên là gì? Có biết nói không? Nó biết nói không? Biết. Biết nói á? Nó tên là gì? Này. Zakila. Zakila. Đúng không? Ừ. Thế còn thằng cu kia? Già Mỹ Dành. Già Mỹ Dành. À. Già Mỹ Dành. Ồ, nó đeo cái gì đây anh? Đây là cái gì anh? Đây là cái gì ạ? Đây này. Thì không biết đâu. Không biết á? Đây là cái gì đây con? Con có biết không? Ai đeo cho con cái này? À. Bố đưa cho con. Bố đưa cho con à? Đây, thằng cu này rất là dễ thương luôn nha, rất là dễ gần này. Nhìn rất là, mắt rất là đẹp luôn nha. Đây cho chú xem mắt của con nào. Ôi, nhìn đẹp quá. Mắt xanh, xanh ngọc luôn ấy. Đây. Rất là đẹp luôn. À đây, chú có kẹo này, chú cho con nhá. Anh cầm hộ em để em lấy kẹo cho các cháu nhá. Đây. Đây. Đây chú. Đây đi chú chuẩn bị một ít kẹo. Mang cho mỗi đứa mấy cái nhá, ăn nhá. Đây.
Nào, con xin chú chưa? Khoanh tay như nào nào? Cháu xin chú ạ. Ừ, ngoan quá. Đây, chú cho kẹo nhá. Nào, em bé này, em bé khoanh tay chưa? Cháu xin chú ạ. Đấy, đây, ngoan thế. Em bé vẽ đầy tay này, vẽ đồng hồ này. Đây, con đang cò kia. Cháu xin chú ạ. Đấy, nãy chú hỏi tên mà không thấy nói gì, cho kẹo cái là bắt đầu nói luôn. Rất là ngoan. Anh, làm vài cái anh. Đây. Vâng. Ăn đi, mọi người ăn đi. Đấy, hôm nay đi ở ngoài đường rất là tình cờ gặp được cái cậu nhóc. Mới đầu mình đi, em tưởng là kiểu người nước ngoài ấy, con của Tây ấy, con của các anh chị nước ngoài ấy, nhưng mà không phải ấy. Đấy. Rất là à, con cứ ăn đi. Đây là nhà của anh ấy. Nhà anh đây đúng không? Đúng rồi. Yeah, em vào trong này xem nhá. Rồi. Nào, cho chú đi vào trong này chú xem nào. Em chào anh. Vâng. Anh làm gì đây? Anh nấu cơm à? Chuẩn bị nấu cơm à? Nấu làm mát tí. Đây, đây là bàn thờ của người Mông mọi người ạ. Bàn thờ của người Mông thì sẽ có những chiếc lông gà như thế này. Còn ở đây là có một cái máy. À, chào con. Ừ. Làm gì đấy? Đây là em à? Em hay là gì? Đúng rồi. Em đúng không? Em út đúng không? À. Em là con của bố đây đúng không? Đúng. À. Đấy. Đây, mọi người, mình sẽ quay cho mọi người xem nhà của người Mông nhé. Ở đây thì có giường ngủ này. Và một chiếc máy xay. Máy nghiền, đây là máy nghiền ngô mọi người nhá. Máy nghiền ngô với một vài tải. Không biết đây là tải gì, tải ngô hay là tải cám gì đó. Cám cho lợn hay là gì đấy. Đây, cám mọi người nhá. Đấy. Cậu nhóc của chúng ta đây, vô cùng là đặc biệt. Trời. Ừ, đi đâu đấy? Đi cày về. Đi cày về à? À. Một thanh niên đi cày về. Ở đây người Mông rất là chịu khó luôn. 6 tuổi. Ừ. Có 6 tuổi mà nói rất là dễ gần nhá. Ăn kẹo có ngon không? Ngon. Ngon đúng không? Dạ. thằng có này nó có anh hay là có em gì không ạ? À? Có thằng này có anh hay là em gì không? Có. Nó có giống như này không? Không. Không giống à? Yeah. Mỗi mình nó như này thôi. À. Thế mới đầu anh nhìn thấy nó anh có kiểu lạ không? Không á. À? Nhìn thấy nó từ bé đúng không? Đấy. Từ bé nhỉ. Lúc đẻ ra là nhưng mà lúc đẻ ra anh nhìn thì thầy có thấy nó lạ không? Hả? Có nhỉ. Có chứ. Nhìn thấy lạ đúng không? Thế lúc đấy anh tưởng là nó bị cái gì? Đó. Lúc đấy anh tưởng là nó bị cái gì không? Tưởng á? Vâng. Anh có nghĩ là nó đang bị cái gì không ấy? Không bị cái gì đâu. Không bị cái gì à? Nhưng mà tại sao nó lại trắng như này nhỉ? Đây là bị bạch tạng hay là gì đó mọi người ạ? Bị bạch tạng này. Trên đầu này của thằng nhóc đang có nấm hay là cái gì đó ấy? Bị nấm đầu này. Rất là lạ luôn. Nhưng mà nó có đi ra được nắng không? Có. Nó có đi ra được ngoài trời nắng không? Không. Không đi ra nắng được á? Thế à? Con này con có đi được ra ngoài trời nắng không? Đi ra trời nắng thì nó có bị gì không? À. Con. Con đi ra ngoài trời nắng này ấy, thì nó có bị gì không? Lúc mà đi đường ấy. Có bị nóng không? Bị bỏng không? Nóng à? Nóng đúng không? Thế là bị bạch tạng rồi. Cậu bé này là bị bạch tạng mà. Kẹo như mắt cả, mắt chúng ta có thể nhìn thấy là rất là yếu. Không có kiểu nhìn được lâu ở trong ánh sáng ấy. Thằng bé này chỉ thích hợp ở trong môi trường tối thôi. Nó sẽ không có bị ánh sáng nó chiếu vào mắt, nó bị chói. Nó bị chói mắt ấy. Ăn đi, con ăn đi. Rất là ngoan nha. Đấy mọi người ạ. Một em nhỏ bị bạch tạng. Mới đầu cứ tưởng người nước ngoài cơ. Anh không đi nấu cơm à?
Hả? Anh nấu cơm chưa? Nấu cơm chưa? Chưa nấu luôn. Vợ anh đâu? Vợ đi đi đâu? Đi cày á? Dạ, bên nhà bên này là nhà của ai? Nhà đây. Nhà vẫn nhà của anh à? Không vậy. Đây của anh. À. Bên này à? Bên này là nhà của ai? Đây, vào đây xem nào. Chào em nhá, chào anh. Chào anh, chào em nhá. Em đi đi cày về à, đúng không? Dạ đúng. Cày ở chỗ nào đấy? Bên kia. Cày ở bên kia. Giỏi nha. Em bao nhiêu tuổi rồi? 20. 20 tuổi à? À, 20 tuổi. Em tên là gì? Em tên Trơ. 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 Ê, anh bảo nhá. Ở gần đây có cái hố sụt đúng không? Hố sụt của mèo vạc đúng không? Em có biết không? Em cũng không biết nữa. Không biết à? À. Bởi vì là anh có nghe nói là ở đây có hố sụt ý, thì tí nữa anh cũng sẽ định đi lên đấy. À. Tưởng em biết thì đi cùng anh. Tại không. Đang nấu cơm mà. À, về nhà nghỉ ngơi à? Nhà em đây đúng không? Đúng. À. Nhà đây à. Đi cho anh vào trong nhà xem nhá. Có người yêu chưa? Chưa. À, chưa có người yêu á? À? Đẹp trai thế này cơ mà. Nhìn đẹp trai thế này cơ mà. Chào bác nha. Chào bác, chào chị nha. Mọi người đang nấu gì đây ạ? Đang nấu mèn mén ạ. Nấu mèn mén à? Nấu mèn mén để ăn à? Ăn trưa nay à? Ăn trưa nay. À, mèn mén. Đây mèn mén đây mọi người nhá. Ở đồng bào người Mông này thì hầu như là họ sẽ sử dụng mèn mén làm thực phẩm để ăn. Mèn mén được làm từ những cây ngô chúng ta nhìn thấy ở ngoài đường ấy, đúng không ạ? Mèn mén là làm từ ngô đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy. Thì cái ngô đấy khi mà về thì mình sẽ nghiền ra. Mình sẽ nghiền ra đúng không chị? Nghiền ngô ra. Nghiền ngô ra là mèn mén. Nãy em đi ngoài đường ấy, thế là em nhìn thấy thằng cu này này. Đây, nhìn thằng cu này cứ tưởng là kiểu con của một vị khách nước ngoài nào đấy đi theo để đi chơi. Nhưng mà không phải, đúng không? Đúng ạ. Đấy, là, nhưng mà thằng này là nó bị cái gì đây? Em biết còn nó bị gì không? Là anh không ạ. Không biết à? Không biết bị gì. Đấy là anh đi ngoài đường ấy là anh nhìn thấy thằng cu này nó đi léo léo đi theo hội trẻ con này. Đấy là anh chạy vào đây anh xem, anh quay. Rất là ngoan nhá. Rất là ngoan luôn. Một cậu bé vô cùng là đặc biệt. Nhìn nó khác nhờ bác nhờ. Nhìn nó khác so với mọi người nhờ. Thế lần đầu chị gặp ấy thì chị có nhìn nó sợ không? Không sợ đâu. Không sợ đâu à? Vâng. Nhưng mà nhìn nó lạ nhỉ? Ừ, nhìn nó lạ hơn người bình thường. Đấy, nó lạ hơn người bình thường. Rồi, và cũng có một nụ cười lấp lánh. Lầu thì chỗ. Dạ. Miền lầu thì chỗ. Là sao bác bảo gì ạ? À, bà bảo là già rồi đừng có mà quay. À, bà, già rồi đừng có mà quay. Không, nhưng mà già quay lên đẹp mà. Con quay lên đẹp lắm. Mọi người chuẩn bị ăn chưa? Mèn, nhưng mà mèn mén này thì làm thế nào để ăn được ạ? À? Phải cho nước vào hay là như nào ạ? Trộn vào nhau, trộn cùng với canh rau cải. À, trộn cùng với canh rau cải à? Thế canh rau cải đâu? Mọi người nấu chưa? Chưa nấu rồi. Chưa nấu à? Nấu đi. Không phải cứ nhìn thấy em quay ở đây mà không làm đâu. Kệ em. Em cứ quay thôi, mọi người cứ làm việc sinh hoạt bình thường nhá. Không phải ngại đâu. Đây còn thằng con này chưa có kẹo à? Thằng con này chưa có kẹo. Đây, kẹo đây. Đây chị cầm cho em để em lấy kẹo cho thằng cò này. Cò này ăn được kẹo chưa? Ăn được rồi. Ăn được rồi đúng không? Đây. Cho thêm mấy cái kẹo. Ạ chưa? Đây. Đây, chú cho nhá. Đây. Đấy. Thằng cò cái má đẹp. Rồi, em cảm ơn. Đấy, thằng nhóc rất là hay nhá. Rồi, bây giờ đã đi ra ngoài này để khám phá ở đây.
Đi, các con có đi với chú không? À, đi ra đây không? Đi chơi không? Đi chơi không? Đi. Đi, đi trước đi. Đi dẫn đường cho chú đi. Chào anh. Anh đi đâu đấy? Anh lấy rau về. Anh đi lấy rau về à? À. Đi. Đi dẫn chú đi ra đây chơi đi. Thằng nhóc. Có chó. Có chó à? Ồ, chó to thế. Ở đây là có vịt mọi người ơi. Những chú vịt con. Đây là nhà của anh à? Nhà thằng cháu. Nhà thằng cháu ạ? Cậu đến giúp cái. À. Nhà mình đi được. Vâng. Anh nấu ăn chưa? Nấu bữa trưa chưa? Cháu đang nấu à? Đâu nấu, ở đâu đấy? Hay là ở dưới? Nó đang đi lấy rau trên kia. À, đang đi lấy rau trên kia. À. Em vào trong này một chút nhá. Đây. Như chúng ta có thể nhìn thấy thì ở trong thiết kế nhà của người Hơ Mông ấy. Đây, giống hệt ở bên kia luôn. Cũng có một cái bếp như thế này này. Một cái bếp này. Và có một cái chảo rất là to như thế này. Em chào chị nhá. Chị đi đâu đây? Đi làm nương về. Đi làm nương về à? Ôi em nhỏ kìa. Em nhỏ vào đây nào, em nhỏ vào đây, chú cho kẹo nào. Em nhỏ vào đây. Vào đây nào. Chào anh nhá. Vào đây nào. Mọi người đi làm nương về à? Vâng. Anh làm gì đây? Lấy nước làm gì đây? Lấy nước dùng. Lấy nước để dùng à? Nước này mình lấy ở đâu đây anh? Lấy trên này. Lấy ở xa không? Không, cũng gần đây à? Vâng. À. Đấy. Em nhỏ. Đây chú cho kẹo nhá. Anh cầm cho em để em lấy kẹo cho cháu nhỏ. Đâu rồi? Đây. Đâu rồi? Đi ra đây nào. Đây mấy đứa này ăn hết chưa? Đây chú cho tiếp. Mình như kiểu là ông già Noel đi phát kẹo cho trẻ con. Đây, chú cho nhá. À, cho mấy đứa, mỗi đứa 3 cái nữa. Ăn đi. Đây, ăn. Giờ cô bé này vẫn còn à? Rồi. Ăn đi, con ăn đi. Con cảm ơn nhá. Đây, đám nhóc này thì rất là dễ thương luôn nhá. Rất là dễ thương, đặc biệt là cậu nhóc này. Cậu nhóc trắng trắng này. Nhà con ở chỗ nào? Con hay là con đưa chú về nhà, về chỗ nhà con để xem nhà con nhá. Đi, đi. Đi, đi đưa chú về nhà con để xem nào. Đi, bọn trẻ con có đi cùng không? Đi chơi không? Đi. Em ra đây nhá. Nhà ở tận bên nhà của em. Nhưng mà xa không? Có xa không? Ok, đi. Đi đưa chú về nhà để xem nào. Bây giờ tôi sẽ bảo cậu bé là đưa tôi về nhà chơi. Đi đâu đấy? À, áo à, áo của con à? Ừ, mặc áo vào đi, con mặc áo vào đã. Đâu nhà con có xa không? Đi đường nào? Nhà con đi đường nào nào? Đi bên nào? Hả? À, ở giữa. Trong bên kia thì đến nhà của em rồi. Ừ, đi. Đi bộ à? Đi bộ nhá. Đi bộ đi. Nhưng mà con đi học chưa? Đi trường. Con đi học rồi à? Con học lớp mấy rồi? Lớp 1. Con học lớp 1 à? Đấy, à, con ở ngoài đi ra ngoài trời nắng như thế này là bị chói mắt đúng không? Đúng. Bị chói mắt không nhìn thấy nhỉ? Ừ, thế thì con phải che cái áo này lên này. Con chùm vào đầu này. Con cầm áo con chùm vào đầu đi. Đấy, con chùm vào đầu như thế này này. Đây, chùm kín vào như thế này. Đúng rồi, đi. Chùm kín vào như thế này thì nhìn được đúng không? Không bị chói đúng không? Đúng. Đấy, đi đi. Đi không? Đi. Mấy đứa trẻ đằng sau nữa, đi. Đi chơi. Đi. Chạy nhanh lên. Đấy. Đây, bây giờ tôi đang đi theo chân cậu bé.
Bố mẹ con có ở nhà không? Không. Không ở nhà á? Bố mẹ con đi làm nương hết à? Ừ. Chưa về à? Thế bao giờ thì về? Bao giờ thì về? 4 giờ. 4 giờ á? À? Chiều cơ á? À? Ừ. À, thế chắc là làm nương xa. Đi làm nương xa này. Đây, đám nhóc. Đâu, nhà của con ở dưới này à? Đi. Không. Không phải á? Ồ, thế là ở mãi đằng kia à? Rất là nắng luôn mọi người ạ. Nhưng mà thế tí nữa thì bố mẹ con đi làm xa ấy, tối mới về ấy. Thì tí nữa con ăn trưa thì ăn ở nhà ai? Tí nữa con ăn ở nhà ai ấy? Vâng. Tí nữa thì ăn trưa ở nhà ai? Ở nhà... Vừa nãy? Kia thôi. À, ở nhà kia đúng không? Đúng. Thằng nhóc này rất là đáng yêu và kiểu hoạt bát ấy. Không ngờ là ở một trên một cái vùng núi cao nguyên đá như thế này lại xuất hiện một cậu bé vô cùng là kỳ lạ. Cậu bé này phải gọi là độc nhất vô nhị, hàng triệu người mới có một cậu bé như thế này. Đây là một chứng bệnh mà khi sinh ra chúng ta đã gặp phải nó, và cậu bé này phải theo nó đến khi mà nhắm mắt xuôi tay. Nó sẽ khiến cho cậu bé không thể nào mà ra ngoài trời nắng lâu được. Cũng như là khi mà đi ngoài trời nắng ấy thì nó sẽ bị chói mắt, không thể nhìn thấy được. Đấy. Đâu, còn xa không? Ở chỗ kia à? À, ok. Đâu, nhà con ở chỗ cái quán kia? Hay là không phải? Ở chỗ khác. Kia là cái quán bán đồ đúng không? Đúng. Ăn kem không? Chú mua cho. Ăn kem nhá. Vâng. Được, ăn kem. Chú sẽ thưởng cho con và hai bạn kia mỗi người một que kem nhá. Được không? Được. Được luôn. Đi. Nào, đi vào kia để mua kem đã nhá. Mua kem xong thì đi và dẫn chú về nhà nhá. Ok. Được luôn. Bà bì bò
Tiếp nào, hát bài nào nữa nào. Ok. Đây. Cho luôn mấy em nhỏ đấy. Đây là một que cho con và một que cho Nô nữa nha. Rồi, đi, Nô, đi thôi. Đi, cho chú đưa chú về nhà con à. Đi, đi. Em chào anh nhá. Tôi cũng tranh thủ là làm một que kem ăn rất là ngon. Ở đây kem rẻ lắm, kem chỉ 500 một que thôi. 500 một que. Mua mấy nghìn là ăn được rất là nhiều. Em Lô ơi. Em Lô của chúng ta. Một cậu bé rất là kỳ lạ. Nhưng mà rất là dễ gần nhá. Rất là ngoan luôn. Ngon không? Ngon. Ngon đúng không? Đâu nhà con đi đường này hay là đi đường này? Đi thẳng à? À ok. Xa phết nhở? Xa đấy. Cậu bé này rất là kiểu dễ thương nhưng mà nó đang nhìn chưa bị chói mắt đấy mọi người. Trời nắng này bị chói mắt đúng không? Chói mắt này là mắt cứ nhắm tịt lại cái kia. Ở thời tiết nóng nực như ở trên Hà Giang này thì một que kem như này thôi là cứu cánh của người lao động khi mà đi làm về, đi làm nương rẫy về ấy. Và chỉ cần một vài que kem như thế này thôi cũng thực sự là giải nhiệt được cái cơn khát. Chào bà nhá. Bà làm gì đấy? Nấu cơm à bà? Nấu cơm chưa bà? Không, đây à? Nhà đóng cửa à? Đây đúng không? À, đây. Nhà của cậu bé đây. Đây. Nhà thì bố mẹ đã đi làm và đã đóng cửa nhá. Nhà này là nhà ở của cái một cái chương trình hỗ trợ nhà ở này. Theo quyết định 2223 này của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang này, thuộc chương trình Mạnh Thường Quân này, giai đoạn 2021-2025. Nhà này được các cô các bác xây cho. Và bà ấy đâu, bà cầm cái gì kia? Đây là cái gì bà? Cái này này. Dọc mùng. Dọc mùng để nấu. Vâng. Nhà bà ở đâu? Nhà bà ở đây à? Vâng. Đây. Nhà ở đây. Hiện tại là cửa đã khóa nhá. Cửa đã khóa. Ở đây là nhà ở mặt đường luôn mọi người nhá. Nhà ở mặt đường, phía này là đường chính để đi vào bản này. Kia có ba thanh niên đang đi tán gái đi đâu kìa. Đấy. Mọi người sống ở xung quanh dọc đường và
ở hai bên đều là những dãy núi trùng trùng điệp điệp như thế này. Chú đây, sao đấy? Bà La không ăn kem. Không ăn kem á? Sao không ăn kem? Không ăn nữa à? Không ăn nữa thì cho vào cái túi kia kìa. Đấy, cất vào cái túi đấy. Bao giờ mà ai mà không ăn thì nô ăn hộ đúng không? Đấy, cho nô với cả cho anh kia đúng không? Cứ để vào đấy, bao giờ ăn hết là lấy ra ăn nhở? Đúng không? Ăn kẹo đi, đúng rồi, cho ăn kẹo. Ăn kem ngon mà nhở? Ăn kem ngon đúng không? Đây, cậu bé rất là đáng yêu của chúng ta. Đấy, cậu bé tên là Lô. Nô đúng không? Đúng, đấy, Nô 6 tuổi à. Ở đây là có cái bể nước hay cái gì đấy. Có một cái bể nước của người đồng bào sinh hoạt đây. Đó. Rồi. Ok. Đấy, lấy ra ăn tiếp. Ăn đi. Ăn luôn. Lau đi, con phải lau cái này đi. Đây này, lau đi. Đúng rồi, lau đi. Đấy. Các em nhỏ ở đây mà có những que kem như này ăn thì thực sự là rất là quý luôn ấy. Rất là ngon nha. Em nhỏ không? Đây, chú có que giả rồi. Đấy, ăn đi. Chú cho, ăn đi. Con xin chú chưa? Xin chưa? Xin chú. Rồi, ăn đi. Nóng nóng như này, các em nhỏ có những cái kem như này ăn rất là ngon. Đó. Rồi, có lẽ là video của mình về tập của bạn Nô này chắc là sẽ khép lại tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người hãy nhớ đăng ký kênh Tú ID. Và nếu video thấy hay, mọi người có thể ủng hộ mình bằng cách bấm đăng ký và nhấn theo dõi, nhấn chia sẻ để cho mọi người biết thấy nhiều hơn nữa. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Thôi con bye bye đi. Bye bye nào, bye bye vào đây nào. Bye bye. Rồi.